phát hiện nhiều hung khí ớn lạnh trong phòng trọ có trẻ vị thành niên. Ngày 1 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan vụ chuẩn bị hung khí thanh toán nhau và sử dụng ma túy. Vào khuya ngày 28 tháng 2, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cà Mau phối hợp cùng Công an phường 9 kiểm tra một phòng trọ cho thuê tháng thuộc khóm 4, phường 9 thì phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm. Thời điểm kiểm tra trong phòng trọ có 7 người, 5 nữ và 2 nam, tuổi đời từ 14 đến 20. Trong phòng trọ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều hung khí được để trong bao da, bao gồm 7 dao tự chế, 1 cây ba chĩa. Theo khai nhận ban đầu, một thành viên trong nhóm này có mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm khác nên đã tập hợp nhóm lại, chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Qua kiểm tra nhanh, có một đối tượng dương tính với chất ma túy.